Xin chào các fan của kênh Pikachu Review Phim. Được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục tóm tắt 2 tập 5 và 6 của bộ phim Những Chuyện Kinh Dị Mỹ mùa 2. Những ai chưa xem các tập trước đó, có thể tìm xem ở đường link bên dưới nhé. Bắt đầu vào thôi nào. Tập 5, Mary đẫm máu. Ở Mỹ có một truyền thuyết dân gian được lưu truyền về một người đàn bà bí ẩn tên Mary. Chỉ cần đứng trước gương và gọi tên bà ta 3 lần, Mary đẫm máu, người đàn bà sẽ xuất hiện và ban cho bạn một điều ước. Tuy nhiên nếu bà ta không thích thì sẽ sẵn sàng giết chết bạn ngay lập tức bằng cách móc hai mắt. Nhân vật chính trong tập này là 4 cô gái, từ trái qua, Elise, Lena, em gái của Elise là Bianca, cuối cùng là Maggie. Bọn họ dự định sẽ thử gọi tên Mary 3 lần, để xem truyền thuyết này có thật hay không. 4 cô gái sau đó cầm một ngọn nến đứng trước gương, vừa gọi Mary đến lần thứ 2 thì Bianca bỗng bật đèn, cô bé nhát gan nên không muốn thử trò chơi đáng sợ này. Elise sau đó cố trấn an em gái, bảo rằng chỉ là một truyền thuyết đô thị không có thật. Bianca sau một lúc suy nghĩ cũng đã đồng ý tham gia. Bọn họ sau đó chia ra mỗi người một phòng riêng. Cả 4 đứng trước gương và gọi tên Mary đẫm máu 3 lần. Tấm gương bất ngờ nứt ra, một người đàn bà bí ẩn xuất hiện bên trong, chính là Mary đẫm máu. Bỗng một tiếng hét vang lên, 3 cô gái liền chạy ra bên ngoài kiểm tra, phát hiện cô bạn Maggie đã bị người đàn bà móc hai mắt. Thế nhưng khi đèn vừa sáng trở lại, cô gái đã không còn bị gì. Bọn họ bắt đầu lo lắng, thì ra truyền thuyết về Mary là có thật chứ không phải lời đồn. Bà ta đưa ra những điều kiện riêng với từng người, yêu cầu bọn họ thực hiện nếu muốn điều ước của mình thành hiện thực. Cả đám nghĩ rằng mình chỉ nhìn thấy ảo giác, thế nhưng Bianca sợ hãi cho rằng Mary sẽ đến lấy mạng từng người nếu không làm theo những gì bà ta bảo. Ngày hôm sau, khi 3 người bạn đang ngồi học trong lớp, cô giáo vừa lật tấm gương để giải thích hiện tượng khúc xạ ánh sáng, bỗng dưng nó bắt đầu nứt ra, Mary đẫm máu lại xuất hiện, bà ta yêu cầu cả 3 mau thực hiện những điều kiện được đưa ra nếu không muốn chết. 3 cô gái sợ hãi la hét bỏ chạy ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Lúc này bọn họ không thể phủ nhận sự tồn tại của người đàn bà tên Mary được nữa. Lena quyết định sẽ thực hiện những gì bà ta yêu cầu. Cô gái từng muốn trở thành đội trưởng đội cổ vũ, thế nên Mary đã yêu cầu cô phải làm nữ đội trưởng hiện tại gãy chân. Lena sau đó bắt đầu buổi tập luyện hàng ngày. Nữ đội trưởng không biết gì mà vẫn tiếp tục bài nhảy cao theo nhóm. Lena có nhiệm vụ đứng đỡ bên dưới. Trong phút chốc cô gái đã định buông tay để khiến đội trưởng bị thương, thế nhưng cuối cùng lại không làm được, đành bất lực bỏ đi về. Về phía Elise, ngày hôm đó đã lên mạng để tìm kiếm thông tin về Mary đẫm máu, biết được rằng bà ta thực sự có tồn tại. Đó là một người phụ nữ sống cách đây 2 thế kỷ trước. Bà ta là một kẻ gian ác, thường xuyên dụ dỗ những người vô gia cư vào nhà, sau đó nhốt họ dưới tầng hầm để bán cho bọn buôn người. Cô gái sau đó đến viện bảo tàng của thành phố để tìm hiểu thêm, biết được rằng Mary đã bị một người vô gia cư giết chết, con dao đã đâm chết bà ta vẫn còn được trưng bày trong viện bảo tàng này. Elise liền nghĩ ra một kế hoạch táo bạo, đó là sẽ trộm con dao và đến ngôi nhà khi xưa của Mary để đâm chết linh hồn bà ta thêm lần nữa, có như vậy thì lời nguyền của bọn họ mới có thể biến mất. Trong lúc đang nói chuyện này với cô em gái Bianca, bất ngờ cô bạn Maggie hớt hãi chạy đến, thông báo rằng Lena đã chết, cô gái bị giết một cách dã man, đôi mắt bị đâm toạc trông rất đáng sợ. Lena đã không thực hiện lời hứa và đã bị Mary giết chết. Giờ đây bà ta sẽ tiếp tục xử lý những người còn lại. Ngày hôm sau đến lượt cô bạn Maggie, ước muốn của cô gái là quay lại với bạn trai cũ, thế nên Mary đã yêu cầu cô phải đăng video, quay lén cảnh giường chiếu của người yêu cậu bạn trai lên mạng, điều đó sẽ khiến cô ta mất danh dự, và Maggie sẽ có thể quay lại với cậu bạn trai cũ. Cô gái ban đầu quyết tâm sẽ đăng đoạn video, tuy nhiên nghĩ đến hậu quả mình có thể gây ra khiến cô không nỡ thực hiện. Về phía hai chị em Elise và Bianca, ngày hôm đó đã lén đến viện bảo tàng để trộm lấy con dao. Bianca giả vờ đánh lạc hướng ông quản lý, Elise nhân cơ hội đã lẻn vào trong tòa nhà, mở cửa và trộm được con dao. Cả hai trước khi đi đã ghé nhà của Maggie, định sẽ dắt cô gái theo cùng. Thế nhưng khi đến nơi bọn họ kinh hoàng phát hiện Maggie đã chết, đôi mắt của cô gái cũng bị móc toạc ra. Cả hai sợ hãi liền nhanh chóng bỏ chạy. Bọn họ hướng thẳng đến ngôi nhà năm xưa của Mary. Khi đến nơi thì trời cũng gần tối, hai chị em đứng trước tấm gương và gọi tên Mary 3 lần, người đàn bà bí ẩn lại xuất hiện. Lúc này Elise mới tiết lộ sự thật, thì ra cô ta đến đây không phải để tiêu diệt linh hồn Mary, mà là để thực hiện ước muốn của bản thân. Elise mong muốn được giàu có, thế nên Mary đã ra điều kiện, rằng cô gái phải đem đến cho bà ta máu của 3 người vô tội, kèm theo con dao khi xưa đã đâm chết mình. Bianca lúc này mới nhận ra, chính Elise là thủ phạm đã giết chết Lena và Maggie, và cô chính là mục tiêu cuối cùng. Bianca sợ hãi liền bỏ chạy, Elise nhanh chóng đuổi theo. Sau một lúc vườn nhau trong rừng, cô gái không may đã bị bắt lại. Elise giơ con dao định đâm Bianca, trong lúc nguy cấp cô gái đã lật ngược tình thế, cướp lấy con dao và giết chết Elise. Bianca tức giận bảo Mary rằng bà muốn giết tôi thì hãy mau làm đi. Thế nhưng Mary không xuống tay. Ngay từ đầu bà ta không phải là kẻ giết người, mà chỉ là một phù thủy phản ánh sự thật trong thâm tâm mỗi người.
Quay lại hai thế kỷ trước, Mary không phải là người đàn bà chủ nhà độc ác, mà chính là một nạn nhân vô tội bị bắt dưới tầng hầm. Trong lúc bà ta bị đám buôn người bắt đi, Mary đã vô tình nhìn vào tấm gương và bộc lộ sức mạnh phù thủy của mình. Bà ta sau đó giết chết mụ chủ nhà, thế nhưng cũng vô tình làm hại một người hầu vô tội. Chính điều đó đã khiến Mary bị nhốt vào ngục tù trong gương, vĩnh viễn không thể thoát ra. Bianca nghe xong câu chuyện thì vô cùng cảm động, liền lấy máu của mình cho vào lọ và đưa nó cho Mary. Bà ta vừa cầm lấy, bất ngờ liền bước ra khỏi tấm gương, trong khi đó Bianca lại trở thành một Mary thứ hai. Cô bé hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì ra thứ có thể giải phóng linh hồn Mary khỏi tấm gương, chính là máu của ba người vô tội. Bà ta đã thoát được và giờ đây Bianca phải trở thành người thay thế. Cô bé vừa bước vào thế giới trong gương, bỗng nghe được rất nhiều giọng nói đang gọi tên mình. Thì ra truyền thuyết đã được lan rộng khắp thế giới, và giờ đây Bianca phải thực hiện những gì Mary cũ đã làm, tìm kiếm cho mình một kẻ thay thế, một Mary đẫm máu thứ ba. Tập 6, phẫu thuật thẩm mỹ. Nhân vật chính trong tập này là một người phụ nữ trung niên tên Virginia. Bà ta có một cô con gái nuôi tên Faye. Mặc dù đã gần đến tuổi xế chiều, thế nhưng Virginia vẫn rất quan tâm đến ngoại hình và vẻ đẹp của bản thân. Bà ta làm đủ mọi cách để khiến gương mặt của mình luôn trong trạng thái trẻ đẹp. Vào một ngày, Virginia nhìn thấy ông hàng xóm Bernie bên ngoài cửa sổ. Bà từ lâu đã luôn để mắt đến người đàn ông này. Vợ ông ta vừa mới mất cách đây không lâu, Virginia định lợi dụng lúc này để tiến đến với người đàn ông. Bà ta biết Bernie thường xuyên đến tiệm rượu vàng mỗi cuối tuần, nên đã cố tình trang điểm và ăn mặc đẹp, đến đợi ông ta trước ở đó. Quả nhiên Bernie đã đến như mọi khi, thế nhưng ông ta còn dẫn theo một người phụ nữ khác. Bà ta tên là Cassie, là bạn học năm xưa của Virginia, mặc dù đã qua tuổi trung niên. Thế nhưng Cassie vẫn giữ được nét trẻ trung cùng làn da căng bóng. Virginia liền xin bà ta bí quyết làm đẹp. Cassie không giấu giếm liền đưa ra một tấm các visit về một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ trong thành phố, còn bảo rằng nơi này sẽ khiến Virginia có thể trở về thời con gái. Virginia sau đó đã nhanh chóng đi đến chỗ bệnh viện. Chủ nhân của nơi này là nữ bác sĩ tên Enid. Sau khi nghe qua câu chuyện của Virginia, Enid đã quyết định sẽ giúp bà thay đổi gương mặt của mình. Thế nhưng chi phí điều trị là vô cùng đắt. Sau khi chồng qua đời đã để lại một khoản nợ lớn cho Virginia. Tuy nhiên vì đam mê sắc đẹp, cũng như muốn giành lại Bernie từ tay của người bạn cũ, bà ta đã quyết định bán luôn chiếc xe và ngôi nhà của mình, để lấy tiền làm chi phí phẫu thuật. Virginia ngày hôm sau đã đến lại chỗ bệnh viện. Bà ta được Enid đưa vào phòng phẫu thuật. Trong lúc đang hôn mê, Virginia nghe thấy những âm thanh lạ xung quanh, dường như các bác sĩ đang đọc một câu thần chú nào đó. Buổi tối hôm đó, Faye vừa về đến nhà, thì kinh hãi khi thấy mẹ mình đang bịt vải che kín mặt và hai bàn tay. Bà ta bảo rằng mình phải đeo vải trong vòng một tuần, tuyệt đối không được tháo ra. Mặc dù biết mẹ mình đam mê sắc đẹp, thế nhưng cô gái không ngờ bà lại bỏ ra một số tiền lớn để đi phẫu thuật thẩm mỹ như vậy. Virginia ngày hôm sau đã đến bệnh viện để tái khám. Bà bảo rằng cảm thấy gương mặt mình đang thay đổi, xương bên trong cũng dịch chuyển đi chỗ khác. Enid tự hào cho rằng công thức của bọn họ là độc nhất vô nhị, chỉ trong một tuần nữa bà sẽ trở nên thật xinh đẹp không ai sánh bằng. Để giải quyết nỗi lo lắng của Virginia, Enid đã mời bà đến dự một buổi tiệc sang trọng cho những khách hàng của bệnh viện. Faye cảnh báo mẹ mình, bảo rằng cô nghi ngờ người phụ nữ Enid kia, bà ta không có chứng chỉ hành nghề, bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ kia cũng không có chứng nhận cấp phép nào. Bỏ qua mọi lời nói của con gái, Virginia nhanh chóng đi đến chỗ bữa tiệc. Tại đây có rất nhiều khách mời sang trọng, bọn họ đổ dồn ánh mắt về phía bà ta. Enid trấn an bảo rằng, những khách mời tại đây đều đã từng giống với Virginia, thế nên không có gì phải xấu hổ. Trong khi đó, Faye đã lén lút đi đến chỗ bữa tiệc, thế nhưng cô gái không may đã bị đám bảo vệ phát hiện, liền chụp thuốc mê khiến cô gục ngay tại chỗ. Tối hôm đó, buổi tiệc chính thức diễn ra, Virginia được mời lên khán đài trước sự hò reo của mọi người. Faye sau đó được bảo vệ giải đến, cô gái liên tục yêu cầu mẹ mình mau rời khỏi đó, thế nhưng bà ta không quan tâm, còn bảo rằng cô chỉ là đứa con nuôi. Faye bất lực nhìn đám bảo vệ đưa mình rời khỏi bữa tiệc. Virginia sau đó được Enid gỡ miếng vải che mặt, bà ta kinh hoàng nhìn thấy bản thân trong gương. Gương mặt đã bị biến dạng giống hệt một con heo. Người phụ nữ nhận ra bản thân chính là vật hiến tế của một nhóm giáo hội bí ẩn chuyên thờ phụ nữ thần sắc đẹp. Theo tục lệ mỗi năm sẽ có một người được đưa đến đây làm vật hiến tế, giúp những người tham gia có được một sắc đẹp vĩnh cửu. Enid bảo rằng Virginia có 2 phút để chạy trốn trước khi những người khác bắt đầu săn đuổi. Bà ta hoảng hốt liền bỏ chạy vào rừng, thế nhưng do không quen thuộc địa hình nên đã dễ dàng bị phát hiện. Virginia kinh hoàng nhận ra, ông hàng xóm Bernie cùng Cassie cũng có mặt trong giáo hội. Bọn chúng mỗi người cầm một thanh giáo, đâm liên tiếp vào người Virginia, khiến bà ta đau đớn đến chết. Faye sau đó chạy đến thì đã quá muộn, cô gái ôm lấy xác mẹ mình khóc nức nở. Enid bảo rằng mẹ ruột của Faye chính là hội trưởng của giáo hội này, bà ta xem vật hiến tế tối hôm nay là một món quà dành tặng cho con gái mình. Nhiều tháng sau đó, Faye đã gia nhập giáo hội và in hình xăm một cánh bướm trên tay.
cô gái cũng gặp những thành viên khác của giáo hội bí ẩn. Dường như bọn họ đã ngày càng mở rộng và trở thành một biểu tượng ngầm của giới sắc đẹp. Hai tập phim đến đây cũng đã kết thúc. Bạn ấn tượng với tập nào hơn? Hãy để lại bình luận bên dưới. Chúc các bạn một ngày làm việc học tập vui vẻ. Xin chào tạm biệt.